Nhận định bóng đá Hoàng Anh Gia Lai với Sông Lam Nghệ An. 17 giờ ngày 22 tháng 1, vòng 2 V-League 2021, Kia Tisak luôn giành những kết quả tốt cùng Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku khi đấu với Sông Lam Nghệ An trong quá khứ. Zico Thái kỳ vọng vận may ấy sẽ tiếp tục đến với mình khi Hoàng Anh Gia Lai với Sông Lam Nghệ An vào chiều ngày 22 tháng 1. Cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hoàng Anh Gia Lai khởi đầu với Kia Tisak không khởi sắc như người ta kỳ vọng. Ở hai trận đấu giao hữu trước Khánh Hòa và Nam Định, đoàn quân của Kia Tisak phải rất vất vả mới có một trận hòa và một chiến thắng được. Những vấn đề trong lực lượng và cách chơi nhanh chóng được Kia Tisak nhận ra, nhưng ông có quá ít thời gian để chỉnh sửa cũng như thiết lập một đội hình tối ưu cho đội bóng phố núi. Thất bại 0-1 trước một Sài Gòn FC già dơ tiếp tục chỉ ra những điểm yếu tồn tại ở Hoàng Anh Gia Lai hiện tại. Hàng phòng ngự dù được tập trung mua sắm nhiều cho về, League 2021 đã không chắc chắn như người ta tưởng tượng. Khi ba trận liên tiếp bức tường này đều dễ dàng bị xuyên phá. Trong khi đó, trên hàng tấn công, Công Phượng, Văn Toàn cùng ngoại binh Ren Đảo chưa ăn khớp và tận dụng được những cơ hội do các đồng đội tạo ra. Ngay bản thân trung tâm hàng tiền vệ cũng chưa đem đến sự yên tâm đối với Kia Tisak. Minh chứng rõ nhất là ngay khi không có Tuấn Anh, những lựa chọn như Xuân Trường, Minh Vương đã không thể giúp Hoàng Anh Gia Lai giành được quyền kiểm soát cực thụ ở khu trung tuyến trước đối thủ. Nhưng trong cả một mớ vấn đề về chuyên môn đang tồn tại ở Hoàng Anh Gia Lai lúc này, Kia Tisak tìm thấy một vận may dành cho ông trước khi tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân Pleiku. Cụ thể trong 5 lần đối đầu với đội bóng xứ Nghệ cả trên tư cách cầu thủ cho đến huấn luyện viên trưởng trên sân Pleiku, Kia Tisak chưa bao giờ thất bại. Thậm chí 4 trong 5 lần đó, Kia Tisak cùng Hoàng Anh Gia Lai giành được chiến thắng. Hoàng Anh Gia Lai ngoài vận may từ những lần đối đầu của Kia Tisak trên sân Pleiku trước Sông Lam Nghệ An thì còn có thêm một lý do để tin vào việc giành được ít nhất một điểm từ đội bóng xứ Nghệ. Đoàn quân của huấn luyện viên Ngô Quang Trường sẽ không thể có được sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Hoàng Văn Khánh, người đã bất ngờ lĩnh thẻ đỏ trong trận đấu với Bình Định ở vòng đầu tiên. Ngoài ra, ở trận đấu đó, người ta cũng không thấy một Sông Lam Nghệ An thi đấu thuyết phục trước Tân Binh về League. Nếu như không có pha đá phạt đền thành bàn của Văn Đức, Sông Lam Nghệ An chưa chắc đã rời sân Vinh với một điểm trong tay. Lúc này, thành bại của đội bóng áo vàng dồn cả vào khả năng sáng tạo của Văn Đức. Sự ra đi của Tuấn Tài khiến cho mặt trận tấn công của Sông Lam Nghệ An thiếu đi người chia lửa với Văn Đức. Dù đã bổ sung tiền đạo chất lượng Bruno Henrique từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng huấn luyện viên Ngô Quang Trường cũng không dám chắc chân sút này có thể hòa nhập ngay từ những trận đầu tiên với toàn đội. Trong bối cảnh Sông Lam Nghệ An như đội bóng một người do phụ thuộc quá nhiều vào Văn Đức, Hoàng Anh Gia Lai có lý do để tin rằng mình sẽ giành được ít nhất một điểm trong cuộc đón tiếp vào ngày 22 tháng 1 tới đây. Thêm vào đó, ở mùa giải trước, sân Pleiku đã chứng kiến tới 6 chiến thắng còn lại là một trận hòa và 2 trận thua của Hoàng Anh Gia Lai. Đó là điểm tựa lớn đến Hoàng Anh Gia Lai tin tưởng vào việc sẽ có kết quả tốt ở trận đấu sớm nhất của vòng 2 năm, League 2021. Dự đoán Hoàng Anh Gia Lai với Sông Lam Nghệ An, 2-1. We'll be right back.